Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy vào chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Và lần đầu tiên nếu các bạn xem video của mình chia sẻ thì mọi người cho mình like đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án AirDrop đến từ Agrisha Chain. Để tham gia dự án AirDrop này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả, mình sẽ chatbot hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram của mình. Bấm start cho mình. Sau đó mọi người nhập vào captcha đây cho mình nhé. Ok, sau đây bấm vào con tin. Ở đây do vào kênh group Telegram và kênh channel Telegram. Bấm tham gia kênh cho mình nhé. Sau đó click verify nếu như nó yêu cầu nhé. Còn không thì mọi người có thể chat cho mình từ đây. Không cần đâu. Không cần join vào kênh này đâu. Rồi quay trở lại AirDrop. Bấm vào kênh channel Telegram tiếp tục. Bấm tham gia kênh. Ok. Rồi bây giờ mà bấm submit data, ở đây bấm don. Tiếp theo là follow Twitter, like và retweet là kênh Twitter, sẽ copy profile link kênh Twitter của mọi người gửi vào đây cho mình nhé. Ở đây bấm theo dõi kênh Twitter cho mình nè. Sau đó kéo xuống dưới bài đăng, mọi người like và retweet là bài đăng này. Ở đây retweet này. Rồi. Đây có hai bài đăng nha mọi người, retweet hết. Ok. Sau đó quay trở lại Telegram. Ở đây mọi người sẽ copy profile link kênh Twitter của mọi người sẽ được gửi vào đây cho mình nhé. À, phần này thì mọi người cũng có thể copy cái link này, sau đấy mọi người xóa chữ username này, mọi người gắn username kênh Twitter của mọi người vào đây cho mình cũng được. Nếu như mọi người không vào Twitter để copy đấy thì mọi người copy thế này. Rồi tiếp theo do vào kênh AirDrop này, sau đấy bấm don. Tiếp theo là like, retweet và tag kênh Twitter dự án liên kết này, tìm đến bài đăng của dự án. Đây, bấm like này, retweet là bài đăng. Ok, sau đó quay trở lại AirDrop. Tích vào Zest cho mình. Rồi, địa chỉ ví thì mọi người copy địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BSC của mọi người ở trên ví Trustwallet hoặc là ví Metamask cho mình. Rồi, sau khi mọi người vào địa chỉ ví của mọi người thì sao chép lại cho mình. Sau đó copy lại, gửi địa chỉ ví vào Telegram. Ok. Sau khi gửi địa chỉ ví thì mọi người sẽ có một cái link để mọi người chia sẻ bạn bè người thân dự án này. Join vào kênh group 2 này, nếu như chưa bạn chưa join. Ở đây mình join luôn. Ok, đồng thời chat cho mình từ đây. Rồi, quay trở lại. Bây giờ bấm start để cho sư dư nhé. Ok, nếu như mọi người nằm trong số 20.000 may mắn, 20.000 người may mắn thì mọi người sẽ nhận được 5 đô token AGX mọi người nhé. Cũng khá là nhiều người tham gia nhận được token nên anh em cố gắng tham gia dự án này cho mình. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo.